Chào mấy anh chị em, bữa nay là mình sẽ đọc hai lá thơ. Một lá thơ là của Đại sứ Việt Nam Cộng hòa, no, Đại sứ Cộng sản Việt Nam phản đối việc vinh danh cờ Việt Nam Cộng hòa, và lá thơ trả lời của nghị sĩ Mỹ. Lá thơ này là hai lá thơ cũ, nhưng mà khi mà mình đọc cái hai lá thơ này á, thì mình thấy là rất là hợp trong cái thời thế ngày hôm nay, khi mà có nhiều bạn phản đối cờ vàng ba sọc đỏ, và có nhiều bạn dư luận viên thì gọi là cờ ba que, còn có nhiều bạn thì chê cờ đỏ sao vàng là cờ máu. Thì mình chỉ đọc hai lá thơ này khi mà mình để mà chúng ta cùng bàn luận với nhau là tại sao hai hai bên đều không có cùng một cái ý nghĩ. Rồi mình bàn luận với nhau ha. Trước khi mình đọc thì cảm ơn mọi người đã theo dõi. Thơ này là được viết từ năm 2004 ở tiểu bang Washington State, Seattle, Washington State. Thì cũng nhắc lại là ở bên Mỹ nó tổng cộng là 50 tiểu bang, nhưng mà nó thật ra là nó 52 tiểu bang. Hawaii với lại Alaska nó không có trong cái trong danh sách 50 tiểu bang của Mỹ, trên nhất là trên cái lá cờ là có 50 ngôi sao ha. Thì Hawaii với là Alaska là nó có sao, thành ra nó không có được cạp bỏ vô trong cái lá cờ của Mỹ, thành ra mọi người cứ nghĩ là nó có 50 tiểu bang mà thôi, chứ thật ra là nó có tới 52 tiểu bang. Giờ bắt đầu mình đọc nha. Nếu mà mấy bạn thấy không có rõ đó thì Trần Minh Quân, sinh nhật Giáng sinh vui vẻ nha. Rất là nhớ chợ và chịu. Cảm ơn bạn. Thì nếu mà có mấy bạn có nghe rõ hay không, bị khi mà mình đọc lá thơ mình muốn đọc rất là rõ cho mọi người nghe để mình có thể bàn luận với nhau. Vì đối với mình nó cũng không có hiểu nhiều lắm về cờ đỏ sao vàng hoặc là cờ vàng ba sọc đỏ, nhưng mà sau khi đọc lá thơ này mình rất là hãnh diện khi biết về lá cờ nguồn gốc của một người Mỹ mà nghĩ về cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của mình. Thành ra mình muốn mọi người nghe thật là rõ ha. Bắt đầu mình đọc nha. Mình đọc nguyên một cái bài văn của cái hai cái lá thơ này, thì nó không có, nó cũng dài nhưng mà nó cũng không có lâu đâu, các bạn cứ tập trung với mình nha. Hai lá thơ này là xin nhắc lại là viết vào năm 2004, nhưng mà mình thấy nó rất là hợp thời với ngày hôm nay, khi mà chúng ta lên Facebook á, nói chuyện về tình hình Việt Nam ngày hôm nay, thì có nhiều người lại vô chửi là cờ vàng ba sọc đỏ là này nọ. Nhưng mà sau khi đọc cái lá thơ này mình rất là hãnh diện khi mình biết về lịch sử của lá cờ vàng ba sọc đỏ với một người chính khách Mỹ lên tiếng. Thư của Đại sứ Cộng sản Việt Nam phản đối việc vinh danh cờ Việt Nam Cộng hòa, và lá thơ trả lời của nghị sĩ Mỹ trả lời Nguyễn Tâm Chiến, Đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Mỹ về lá cờ, về dự án tượng đài chiến sĩ tự do tại tiểu bang Washington. Ở bên Mỹ là có hai cái mà mọi người bên Việt Nam mình thấy là ai cũng lẫn lộn là Washington DC là capital của nước Mỹ ha. Tất cả những cái building như là từ in tiền cho tới FBI building, tất cả những cái đó đó là tại Washington DC. Còn Washington State á, là một cái tiểu bang của nước Mỹ. Mấy bạn đừng có lẫn lộn hai cái này ha, bởi vì có rất là nhiều người á, hỏi là Washington State có nghĩa là gần ở Washington DC, không có phải hai cái chỗ, hai cái tiểu bang này là hoàn toàn khác nhau. Nhưng vụ thượng nghị sĩ tiểu bang là Pam Roach đưa ra hai nghị quyết tại Thượng viện tiểu bang xây dựng tượng đài tiểu bang Washington. Rồi, xin lỗi mình đọc lại nha. Nhân vụ thượng nghị sĩ tiểu bang là Pam Roach đưa ra hai nghị quyết tại Thượng viện tiểu bang. Nghị quyết thứ nhất là công nhận lá cờ của Việt Nam Cộng hòa cũ. Nghị quyết thứ hai ủng hộ dự án xây tượng đài tại tiểu bang Washington, kỷ niệm các chiến sĩ chiến đấu cho tự do. Sau đó, nghị sĩ Roach nhận một bức thư từ Đại sứ Cộng sản Việt Nam phản đối cả hai nghị quyết trên. Ông Terrell A. Manassing đã đánh máy lại thư Nguyễn Tâm Chiến và viết thư trả lời. Đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Washington DC đã phản ứng một cách điên cuồng nên đã phạm phải những lỗi lầm nghiêm trọng về ngoại giao và ban giao quốc tế.
trong đó có việc xâm phạm và công việc nội bộ của công nhân nước Hoa Kỳ. Sau đây là thư phản đối của Nguyễn Tâm Chiến, đại sứ Cộng sản Việt Nam gửi thượng nghị sĩ Pam Rhodes, tiểu bang Washington. Các bạn nghe rõ không? Bây giờ là đây là lá thư của người Việt Nam, người đại biểu của người Việt Nam ghi ha. Kính thưa nghị sĩ Rhodes, với sự quan tâm đặc biệt mà tôi viết thư này gửi ông liên quan đến một nỗ lực thứ hai nhằm thừa nhận lá cờ của Việt Nam Cộng hòa cũ được trình bày trong văn kiện SJM 8045. Đây là đề để tái khẳng định rằng nhân dân và chính phủ Việt Nam không thể chấp thuận với dự án xây dựng tượng đài. Tôi xin chia sẻ với ông về ý nghĩ của tôi. Thứ nhất, dự án tượng đài đi ngược lại những quy ước quốc tế đã thực tiễn. Bây giờ, cái gọi là Việt Nam Cộng hòa đã không còn tồn tại. Hơn 30 năm qua, lá cờ của nó đã không còn chỗ đứng kết hợp, hợp pháp tại Việt Nam. Giống như một số văn bản hoặc nghị quyết, ngôn ngữ của dự án tượng đài kỷ niệm rõ ràng đã phủ định sự hiện hữu của các nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ đối với Hoa Kỳ từ năm 1995. Thứ hai, kể từ khi khởi đầu của giai đoạn mới của sự bình thường hóa và hòa giải với quý quốc vào năm 1995, Việt Nam đã làm hết sức mình để đẩy lùi quá khứ và nhìn về phía tương lai, phấn đấu để xây dựng một quan hệ mà đôi bên đều có lợi. Trong tiểu bang của ông, hãng Boeing đã bán máy bay cho Việt Nam và cảng Seattle vẫn là một cảng chị em với cảng Hải Phòng của miền Bắc Việt Nam trong chương trình trao đổi. Theo ý tôi, dự án tượng đài kỷ niệm, dấu hiệu làm sống lại quá khứ của hận thù và buồn đau, không phục vụ cho lợi ích của cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ hoặc tiểu bang Washington. Thứ ba, với một chính sách kiên định, Việt Nam hoan nghênh sự tham gia năng động của Việt Kiều trong việc mở rộng quan hệ, có lợi cả hai bên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và sự hội nhập hữu hiệu của họ vào dòng sinh hoạt chính lưu của đời sống Mỹ Việt Việt Nam. Hy vọng mãnh liệt rằng cộng đồng của người Mỹ gốc Việt khoảng gần 50.000 người đã chọn tiểu bang của ông làm quê hương mới sẽ cũng tiếp nhận tinh thần thân hữu và hợp tác. Sau hết, ở cấp liên bang, vị ngoại trưởng và các giới chức cấp cao Hoa Kỳ đã luôn luôn tuyên bố rằng Hoa Kỳ không nhận lá cờ của Việt Nam Cộng hòa cũ. Trong cuộc họp với tôi vào mùa hè vừa qua, thống đốc Gary Locke đã nói ông ta là và tiểu bang Washington ủng hộ sự tăng gia quan hệ hai bên cùng có lợi giữa tiểu bang Washington và Việt Nam. Nhưng ông có thể nhớ lại, nghị quyết Thượng viện loại này số 8659 đã rút lại sau cuộc duyệt xét vào mùa xuân vừa qua khi những ý tưởng này được đưa ra bàn thảo. Cuối cùng nhưng không kém quan trọng, tôi tin dự án tượng đài kỷ niệm một khi được cơ quan lập pháp của ông thông qua sẽ đâm bổ vào chính hiến pháp Hoa Kỳ là nền tảng trao quyền hành cho việc thi hành chính sách đối ngoại duy nhất trong hệ thống liên bang vả lại bằng sự kêu gọi công nhận lá cờ cũ ấy như lá cờ chính thức duy nhất của nhân dân Việt Nam, nó sẽ làm cho quyền tự do phát biểu bị nghi ngờ. Dưới ánh sáng của sự nhận xét này, tôi thành kính yêu cầu ông đừng hành động hỗ trợ cho dự án tượng đài kỷ niệm. Tôi cảm ơn ông về sự quan tâm và hợp tác. Với lòng kính trọng cao nhất của tôi, ký tên Nguyễn Tâm Chiến, đại sứ. Thì đó là lá thư gửi tới Washington State yêu cầu là không có được làm không có được xây tượng đài kỷ niệm ha. Các bạn nghe vẫn nghe rõ phải không? Bây giờ tới lượt mình sẽ đọc cái lá thư mà trả lời của ngài đại sứ ha, từ Washington State. Thư phúc đáp từ Washington State. Thưa ông đại sứ, tôi vừa nhận được một bản sao của thư ông gửi đến nghị sĩ Pam Rhodes đề ngày 10 tháng 2, 2004.
Tôi xin trả lời thư đó. Nếu bất cứ một nước nào khác viết bức thư này thì sẽ đơn thuần một chuyện buồn cười. Nhưng nay lại là nước của ông đại sứ, nước Cộng sản Việt Nam. Nước ông chưa bao giờ tôn trọng hoặc thành thật tuân theo những thủ tục và quy định của bất cứ thỏa hiệp quốc tế nào mà nước ông đã ký kết vào. Tuy nhiên, nước ông sẽ chỉ núp đằng sau các thỏa hiệp ấy khi nào chúng thích hợp cho quyền lợi của nước ông. Khi có những cá nhân, chẳng hạn như bản thân tôi, hoặc ông, em Benjamin, hoặc các tổ chức ân xá quốc tế, quỹ ban tự do, tổ chức theo dõi nhân quyền, cáo buộc quý quốc với vô số hành động vi phạm nhân quyền hoặc tổn hại, thì lập tức quý quốc đáp lại bằng cách nói rằng những vấn đề mà chúng tôi quan tâm tới là những vấn đề nội bộ và chúng tôi đã can thiệp vào chính sách của quý quốc. Thế cũng được. Ở đây với quá trình được sắp đặt, chính ông đang can thiệp vào tiểu bang Washington về những vấn đề không liên quan gì tới ông cả. Sao mà chúng tôi vinh danh cho sự đóng góp của các cá nhân hoặc các cộng đồng dân tộc ở đây tại Washington lại là ăn nhập đến ông. Xin hãy từ bỏ hành động can thiệp vào những vấn đề nội bộ của chúng tôi. Ông muốn chúng tôi công nhận và vinh danh lá cờ của ông, lá cờ đại diện cho quốc gia đã thực hiện những cuộc tàn sát diệt chủng, huynh đệ tương tàn và buôn bán nô lệ quốc tế. Tôi, với tư cách một cư dân của tiểu bang Washington, không thể nào tha thứ hành động ấy. Sao ông dám đòi hỏi tôi làm? Làm như thế sẽ đưa tôi đến sự đồng lõa với những tội ác lớn lao chống nhân loại của nước ông. Ông nói rằng dự án tượng đài niệm phủ dự định tồn tại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nó chẳng làm được việc nào như thế đâu. Đối với các bảo tàng viện và đài tưởng niệm của nước ông, đài tưởng niệm này bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những người đã trả giá rất cao cho tự do, dân chủ và nhân quyền trong nước Việt Nam Cộng hòa cũ. Ngọn cờ của Việt Nam Cộng hòa từ đó được công nhận như ngọn cờ đấu tranh của tự do, dân chủ và nhân quyền trên khắp thế giới. Các màu sắc của nó thật là tiêu biểu. Ba sọc đỏ tượng trưng cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Trong lúc màu vàng nói lên sự quý giá biết bao của những lý tưởng ấy, màu đỏ tượng trưng cho sự đổ máu để bảo vệ những lý tưởng đó, cả trong quá khứ và cả đối với những người sẽ bảo vệ những lý tưởng ấy cho đến chết. Tôi, trước hết, hân hạnh công nhận lá cờ tự do và tỏ lòng vinh danh nó. Tôi cũng sẽ hân hạnh công nhận lá cờ của ông khi ông công nhận lá cờ của chúng tôi. Trước khi ấy, đối với tôi, lá cờ của ông tượng trưng cho giết hại, khủng bố, ngược đãi, tráo trở, buôn bán nô lệ và vi phạm nhân quyền. Ông tuyên bố rằng ông đang cực kỳ nỗ lực để đẩy lùi quá khứ. Vâng, với nước của ông, hồ sơ quá khứ là sự xâm phạm tất cả các tiêu chuẩn của hành động văn minh. Nên tôi hoàn toàn hiểu được mong muốn đẩy lùi quá khứ của ông. Sau hết, mục đích về sự thừa nhận của ông chỉ bị tổn thương bởi những hành động quá khứ của nước ông. Tất cả các cư dân của tiểu bang Washington sẽ cảm thấy sung sướng hơn để mở bàn tay thân hữu và hợp tác khi nước ông có đầy đủ tự do, dân chủ và mở rộng nhân quyền cho tất cả người dân Việt Nam. Trước khi đó, xin hãy tránh khỏi công việc nội bộ của chúng tôi. Dự án đài kỷ niệm không phải là một lời tuyên bố chính sách ngoại giao, nơi mà ông lấy ra cái ý tưởng đó ngoài phạm vi của tôi. Một lần nữa, ông lại cố gắng làm mờ tối vấn đề. Những gì mà nhân dân Mỹ làm không mắc mớ gì tới ông. Đây là một vấn đề nội bộ của tiểu bang Washington, do những công nhân bình thường vinh danh những người đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ tự do, dân chủ và nhân quyền. Là những ý tưởng đáng nguyền rủa đối với chính phủ chuyên chính bạo ngược của ông. Đó là những lý tưởng mà lá cờ nền vàng với ba sọc đỏ đã tượng trưng. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào những gì mà nước ông đã làm và đang tiếp tục làm. Cộng sản Việt Nam đã tham gia vào hành động diệt chủng. Nó đã chính thức bắt đầu suốt trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai.
Chính nước ông đã tuyên bố cuộc chiến tranh Đông Dương thứ hai. Theo định nghĩa lúc bấy giờ, đó là một cuộc chiến tranh. Như vậy, nước ông bị ràng buộc bởi những quy ước Geneva về cách đối xử với tù binh chiến tranh. Thế nhưng tôi đã nói trước đây, nước ông chưa đủ thành thật và tôn trọng đối với những nguyên tắc căn bản của bất cứ hiệp định quốc tế nào mà nước ông đã ký vào. Sự đối xử với tù binh chiến tranh của các ông đã chứng minh cho điều đó. Ngoài ra, các ông đã hành quyết ít nhất là 11 tù binh Hoa Kỳ đang bị các ông giam giữ. Đó là một tội phạm chiến tranh và diệt chủng. Cho đến ngày nay, các ông vẫn cố tình phạm tội diệt chủng. Hãy lấy trường hợp của Lý Tống, một người Mỹ gốc Việt. Các ông đã tìm cách can thiệp vào tòa án luật pháp của Thái Lan và yêu cầu Thái Lan hãy hành quyết Lý Tống. Tội danh của ông ta là gì? Nói cho nhân dân Việt Nam về tự do là một trường hợp mà các ông không thể nào tha thứ được. Cộng sản Việt Nam đã tham gia và tiếp tục tham gia vào cuộc huynh đệ tương tàn. Việc này đã khởi đầu vào năm 1956 khi chế độ Cộng sản tại Hà Nội phát động chương trình cải cách ruộng đất. Trong lúc có thể dễ dàng chút trách nhiệm lên kẻ kích động của Cộng sản quốc tế là Hồ Chí Minh, thì kiến trúc sư thật sự là Trường Chinh. Đã có bao nhiêu người Việt Nam chết dưới cuộc tàn sát này? 10.000, 50.000, 100.000, nhiều hơn. Ngay cả chỉ có một nạn nhân của cuộc tàn sát này cũng đã tạo nên cảnh tương tàn huynh đệ rồi. Cuộc tàn sát nhắm vào người thiểu số Việt Nam tại miền Tây Bắc Việt Nam cũng là một loại với cải cách ruộng đất. Mục đích của cuộc tàn sát này là xóa sạch chủng tộc. Với số người Việt Nam thiểu số đã giúp cho người Pháp, tôi nhắc đến điều này để chứng minh rằng các ông đã tiếp tục chính sách này sau khi kết thúc cuộc chiến tranh Đông Dương thứ hai. Với sự bắt đầu chính sách của cưỡng bách tái định cư những người Việt Nam đã cộng tác với Việt Nam Cộng hòa cũ tại những vùng mà các ông thản nhiên gọi là vùng kinh tế mới. Các ông tiếp tục chính sách diệt chủng hiện nay dưới dạng ngược đãi và khủng bố tôn giáo. Nó cũng là một bằng chứng hiển nhiên về vi phạm nhân quyền. Bất cứ một người nào bị giết hại trong cuộc tàn sát này cũng là nạn nhân chính sách diệt chủng và tương tàn của nước ông. Hãy nhìn vào sự gắn bó của nước ông trong hành động buôn bán nô lệ. Nhiều lần trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai và cả sau đó, nước ông bán người Mỹ, bán đồng minh và tù binh Việt Nam qua nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Liên bang Xô Viết. Một bằng chứng, năm 1983, nước ông bán 275 người Mỹ và 27.000 tù binh Việt Nam qua Liên Xô để trừ nợ đã vay trong chiến tranh. Đây là một vi phạm quá trọng đại đối với nhân quyền và là một tội ác chống nhân loại. Đã có nhiều lần nước ông bán người Mỹ, đồng minh và tù binh Việt Nam qua Liên Xô, nhưng mỗi lần số lượng không nhiều lắm. Nước ông có thể giải quyết nhiều trường hợp tù binh, người mất tích trong khi làm nhiệm vụ một cách dễ dàng bằng cách mở các hồ sơ quân đội và công an của nước ông. Nhưng nước ông đã không làm chỉ vì không có lợi lộc gì trong việc giải quyết nhân đạo vấn đề tình cảm này. Nước ông tống tiền nước Mỹ cho lợi nhuận riêng và hưởng thụ. Tại sao? Bởi vì nước ông nhận thấy rằng Tổng thống Nixon đã hứa viện trợ tái thiết cho nước ông khoảng 4 tỷ 3 đô la. Điều này có thể xảy ra. Nước ông có thể nhận được số tiền này một cách rất dễ dàng. Nếu chịu công bố hồ sơ và danh sách tù binh của nước ông cho các gia đình và cho thế giới. Ít ra việc này cũng có thể làm giảm nhẹ một phần nào trong số tội ác của nước ông. Rồi thì ông dám trơ tráo đòi hỏi rằng người Mỹ đừng can thiệp vào công việc nội bộ của ông và đòi vinh danh lá cờ của nước ông. Với hồ sơ của nước ông, lẽ ra ông nên vui mừng là đã không bị đưa ra xét xử bởi một tòa án quốc tế về những tội ác chống nhân loại mà nước ông đã phạm. Vậy thì, xin đừng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của chúng tôi trong việc vinh danh những người đã chết vì tự do, dân chủ và nhân quyền.
Xin đừng xen vào để xem làm sao chúng tôi vinh danh những công nhân đã đóng góp vào sự an sinh và no ấm của tiểu bang chúng tôi. Charles A. Manassing, Concerned Citizen of Freedom, Democracy and Human Rights for Vietnam. Đó là thư trả lời của nghị sĩ Charles Manassing ha. Thì đó là hai lá thư. Khi mà mình đọc xong cái lá thư trả lời của nghị sĩ người Mỹ á, thì mình rất là hãnh diện khi mà biết cái lá cờ Việt Nam của mình đó là màu vàng, là màu hãnh diện của đất nước. Rồi ba ba cái sọc đỏ là tượng trưng cho tự do, nhân quyền và tự do, dân chủ và nhân quyền. Thì mình nhận được cái lá thư này cho do một người bạn ở trên Facebook gửi qua và yêu cầu mình đọc lên cho mọi người được giống như mình bàn luận với nhau. Với lại trước tiên là mình nên nhấn mạnh là các anh chị em ở trong nước, nhất là những cái người mà dư luận viên á, hoặc là những cái em học sinh, sinh viên học sinh sau này á, thì hãy nên lên trên Google Search nghiên cứu về lá cờ, thì mấy bạn sẽ không có vô chửi những cái người lên tiếng nói sự thật và nói về sự thật là tại sao người ta hiện tại bây giờ vẫn là nhớ và thương tiếc về những cái Việt Nam Cộng hòa cũ và họ lên tiếng để bảo vệ Tổ quốc. Thì mấy người cứ vô là cứ chửi đổng lên. Thì sau khi đọc hai lá thư này thì hy vọng là những cái dư luận viên được nhận thức rõ ràng hơn và tại sao mà người ta phải lên tiếng bảo vệ như vậy. Còn những em học sinh thì đừng có u mê trong những cái game show hay là cái khác nữa, hãy lên tiếng vì các em là tương lai của đất nước. Một khi đất nước có một sự thay đổi, chính các em là người sẽ dựng lại đất nước. Thì những gì các em làm ngày hôm nay và ngày mai sau thì sẽ là dựng lại đất nước sau này. Bởi vì cái chế độ mà Đảng Cộng sản Việt Nam nó sẽ không tồn tại nữa khi mà nó là một cái dân mà khát máu, chỉ có giết nhân loại của mình, giết đồng bào của mình để mà đứng lên. Thì các anh chị em có thấy cái bản mà nhạc mà quốc ca của Việt Nam hiện của Cộng sản Việt Nam bây giờ đó, rất là mình nghe cái bản nhạc đó mỗi lần mình nghe là mình rất là sợ, là tại vì nó đứng trên xương máu, mà xương máu quân thù đó là ai, là do chính người Việt Nam nó giết rồi nó đứng lên xương máu của quân thù để mà nó có một cái đảng Cộng sản ngày hôm nay tại trong nước Việt Nam. Còn gửi tới những anh quân đội, những anh công an, thì các anh có thực sự là bảo vệ một cái đảng chính sách hay không? Các anh hay là các anh đang tiếp tay bảo vệ một cái đảng giết dân tộc, giết đồng bào Việt Nam của mình, trong đó có người thân và gia đình các anh. Thì các anh phải suy nghĩ lại là các anh có bảo vệ đúng người hay không? Có làm đúng trách nhiệm của mình hay không? Thì các anh cũng phải suy nghĩ lại. Hy vọng là hai lá thư này, nhất là lá thư trả lời của người nghị sĩ người Mỹ Charles Manassen đó, thì các anh có một cái lối nhìn khác về cái công việc của mình và cái bổn phận của mình, nên bảo vệ ai và bảo vệ có đúng hay không, làm trách nhiệm của mình nên đúng đúng hơn ha. Để mình dặn cái bản nhạc quốc ca Việt Nam Cộng hòa cũ, nguồn từ Jimmy Ri ha. Tại vì sau khi mà đọc cái bản nhạc này á, cái hai lá thư này thì mình rất là tôn trọng cái lá cờ Việt Nam Cộng hòa, thì mình muốn dặn cái bản nhạc quốc ca của Việt Nam Cộng hòa cho mọi người, thì mình phải tôn trọng cái bài quốc ca này ha. Thì sau trong khi đó thì mình sẽ đọc những cái comments ở trên của mấy bạn viết rồi mình tiếp tục mình bàn luận nha. Yeah.
Ok, mình trở lại nha. À, các bạn có chơi một cái mùa Giáng sinh vui vẻ không? À, bên này thì rất là lạnh. À, có Thảo Hoàng, bản nhạc này là Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa là cái tên của bản nhạc này ha. Chị chỉ cần bạn chỉ cần bấm vô là Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa là sẽ nổi ra. Chào Tạp hóa Thu Dương, bạn khỏe không? Minh Quốc Lê, Giáng sinh vui vẻ ha. Nhưng mà hiện tại đúng ra là mình không nên đọc những cái phần mà rất là không có được vui khi mà trong cái mùa Giáng sinh như vậy. Nhưng mà tại vì 4 ngày rồi mình nhận được cái lá thư này đã được 4 ngày rồi. Thật ra lá thư này lá thư cũ. Nhưng mà vì cảm thấy nó thích hợp trong cái trường hợp ngày hôm nay thì mình đọc ra cho mọi người để có nhiều ý kiến hơn, để cho mình thấy được cái con đường mình đi, mình chọn đúng cái con đường mình đi, mình không có nên lệch lạc suy nghĩ 2 chiều. Là tại vì nếu mà một khi mình đã suy nghĩ ra thì mình phải làm đúng theo cái ý nghĩ của mình và tiếp tục trên con đường của mình. Nhất là nhờ mấy tuần nay là do lũ lụt của miền Trung xảy ra đó, mình thấy có rất là nhiều đồng bào bị giết hại do lũ lụt thì rất là đau lòng. Là tại vì nghĩ là nếu mà mình đứng lên vì đất nước mà mình bị hy sinh thì cái đó là một cái sự hy sinh, còn đằng này mình im lặng mà vẫn bị giết hại trong một cái thời thế ngày hôm nay thì rất là tiếc. Là nếu mà tại sao mình không dám đứng lên để mà hy sinh mà trong cái đó mình im lặng lại bị giết hại như vậy, thì rất là đau lòng cho cái cuộc sống của Việt Nam ngày hôm nay, khi mà chúng ta sống trong một cái chế độ cộng sản độc tài mà khát máu giết dân tộc của mình, giết chính người của mình như vậy thì rất là đau lòng. Hiện tại hai Thành Nguyễn, hiện tại cộng sản đang rất lung lay nên nhờ anh chị em ở hải ngoại cùng đồng lòng sẽ đánh bại được cộng sản. Thì đã có nhiều cuộc kêu gọi, nhất là của em Đoàn Thị Thùy Dương á, có thấy là những cái video em hay kêu gọi mọi người, các anh chị em ở mọi nơi trên khắp toàn thế giới phải lên tiếng nhiều hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng mà chị thật sự không có biết là có bao nhiêu người có thể làm được. Đúng, Thảo Hoàng, chúng ta phải đứng lên thôi. Là tại vì nếu mà không có đứng lên, mình im lặng mình cũng bị giết đó. Thiệt ra bây giờ thực phẩm bẩn tràn từ ở Trung Quốc vô, bao nhiêu người ăn vô bệnh ung thư rồi đụng xe mỗi ngày, bất cứ cái gì nó cũng có thể xảy ra mất mạng được. Tại sao mình không đứng lên để đòi lại cái quyền sống của mình, cái cuộc sống của mình ở trong nước bây giờ đó? Thật sự là mình bị mất mát rất là nhiều. Nếu mà các anh chị em bước ra khỏi cái đất nước Việt Nam đó, thì sẽ thấy một cái đất nước mình nó điêu tàn, nó nghèo nàn lắm, nó thê thảm lắm, nó không có phải như là các anh chị nghĩ là một cái thiên đàng của xã hội chủ nghĩa đâu. Không có một cái thế giới, cái nước Việt Nam mình nghĩ là thiên đàng của xã hội chủ nghĩa, tại sao có những đứa em phải đi học đu dây qua những cái con suối mà tính mạng rất là mỏng manh, tính mạng có thể mất bất cứ lúc nào, còn những cái em tuổi còn đi học, những cái đứa em đó tuổi còn đi học được được ba mẹ cưng chiều, thì những cái em nhỏ đó phải đi bán những vé số. Vừa rồi thì mình thấy một cái video clip của một em khoảng có 6 tuổi thôi, em trai, mà 12 giờ khuya rồi mà còn phải đi bán đậu phộng luộc á để mà sinh sống. Thì cái đó một khi mà mình thấy những cái đó rất rất là đau lòng, không có tưởng tượng nổi là cái nước Việt Nam ngày xưa Sài Gòn là hàng độc của Hoàng Ngọc Viễn Đông. Nhưng mà ngày hôm nay những cái em nhỏ lại phải lang thang giữa lòng Sài Gòn để bán những cái món đồ rất là nhỏ nhặt như vậy để kiếm đường sống, để kiếm đường mưu sinh. Thì cái đó là một cái xã hội mình không có thể chấp nhận được. Đúng rồi, freedom is not free. You have to work really hard for freedom. Mình phải đứng lên đòi lại cái quyền con người của mình phải có tự do. Nếu mà theo một người mà đứng ở ngoài nhìn vô nước Việt Nam hiện tại bây giờ á, thì mình chỉ thấy là nước Việt Nam mình á, chỉ hơn được Bắc Hàn có 20% thôi. Cái cuộc sống của người Việt Nam hiện tại á, ở trong nước á, chỉ hơn được Bắc Hàn 20%. Là ít nhất chúng ta còn có thể được dùng Facebook, hiện tại bây giờ có thể lên được Internet, đọc được những cái thứ mà mình muốn tìm hiểu. Thì mình phải lợi dụng cái này để mà tìm hiểu rõ ràng hơn, để mà mình có một cái nhìn khác về cái cuộc sống, để mà mình đòi hỏi. Bởi vì á, mình đã bị các anh chị em ở trong nước đã bị bạo ngược, đã bị
tụi cộng sản nó đàn áp lâu quá rồi, thành ra bây giờ ai cũng sợ hết, cái gì cũng sợ, sợ đứng lên, sợ bị đánh đập, sợ bị đàn áp. Thì chúng ta đừng có để cho nó sợ như vậy nữa. Chúng ta đứng lên, bây giờ các bạn có sợ, có im lặng, các bạn cũng sẽ không có sống yên lặng, bình thường được. Bởi vì cái cuộc sống của các bạn hiện tại bây giờ nó đã quá thê thảm rồi, mà các bạn cứ nghĩ là các bạn bị ru ngủ bởi đảng cộng sản, thì một lúc nó đánh mấy các bạn xong rồi lại nó ru, nó xoa dịu lại, thì mọi người lại thấy ồ bình thường. Như cái vụ Formosa đó, mọi người chỉ làm ầm lên trong khoảng thời gian nào thôi, bây giờ lại im lặng. Thì cái cộng sản Việt Nam nó đã quen cái cách đó rồi, là khi mà nó không nhắc tới nữa thì mọi người im lặng, thì cái chuyện đó nó sẽ trôi qua, thì nó giống như trong quá khứ vậy đó, không có đụng chạm gì cuộc sống của mình nữa. Nhưng mà thật ra là nó vẫn tiếp tục ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Thành ra các anh chị đừng có để những cái chuyện gì mà mình làm thì mình phải làm tới nơi tới chốn, chứ đừng có mà bỏ ngang như vậy. Bỏ ngang vậy thì cộng sản Việt Nam nó cứ đã thấy bao nhiêu lần là người Việt Nam nói rồi, xong rồi bỏ qua, rồi không ai đụng tới nữa, nó chỉ cho cái đề tài khác ra cho người dân bàn tán, rồi lại quên cái đề tài cũ. Nhưng mà những cái đề tài cũ đó lại rất là ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Thì cái đó là cái sự lường gạt của của cộng sản, là nó làm một cái chuyện gì đó để diệt chủng người dân, tiêu diệt người dân, xong lại người dân đứng lên chỉ có hô hào trong một lúc nào đó, rồi rồi lại nó rồi lại im lặng, nó đàn áp người dân, người dân lại im lặng, rồi sau đó nó lại bỏ ra một cái chuyện nào đó nữa cho người dân chú tâm vô cái chuyện khác, hay lại quên lại chuyện cũ. Thì ra những cái đó là người dân đừng có, mọi người các anh chị em đừng có quên là nước của chúng ta đang bị Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc nó đang chiếm nước Việt Nam chúng ta, và cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó là dân bán nước, thành ra muốn tiêu diệt được bọn Trung Cộng nó chiếm nước mình thì trước tiên mọi người phải tiêu diệt cái Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi vì chúng nó là cái bọn khát máu, nó không coi dân tộc mình ra cái gì hết trơn á, nó muốn làm là nó sẽ làm thôi, mà nó chỉ là nó không có coi dân tộc mình là cái mạng của người Việt Nam mình hiện tại bây giờ nó rất là rẻ. Mà các bạn không có tưởng tượng được đâu. Nói thì các bạn đừng có buồn chứ hả, nói thiệt chứ chó ở bên nước ngoài nó còn hả được tôn trọng hơn người Việt Nam mình hiện tại. Chứ hả các bạn cứ nghĩ là cuộc sống của thiên đường, mình không thấy thiên đường chỗ nào, nó là địa ngục đó. Mở miệng ra mà cũng không có dám nói, không có dám lên tiếng, không có dám ra ý kiến của chính của bản thân mình, cũng đó là một cái sự đày đọa của địa ngục. Còn mình đi, các bạn muốn đi ra nước ngoài hoặc là du học là phải tốn rất là nhiều tiền qua những cái cuộc mà phỏng vấn, rồi phải khai tài sản phải bao xa làm sao thì mới có được những cái cuộc đi ra khỏi nước, thì cái đó cũng là địa ngục đó, không có không không có hạnh phúc lắm đâu. Còn đường phố hỏi chứ Sài Gòn mà một khi mà nó mưa xuống trong vòng 15 phút là Sài Gòn nó ngập hết, bao nhiêu là nước nó tràn vô nhà người dân, không có cần phải là mưa tới 2 3 tiếng đâu, 15 phút thôi là nước đã nó đã làm ô nhiễm cái môi trường rất là tệ rồi. Những cái cống rãnh ở Sài Gòn hiện tại bây giờ nó chỉ cất nhà mà nó không có làm cái structure, nó không có làm cái plan nào để cho thoát nước rồi. Còn có những con đường nó muốn tiến sĩ kỹ sư bên Việt Nam á, nó dốt hết hay sao vậy, mà hả có những cái khu phố nó làm cái đường thoát nước, cái ống nằm ở trên đường rồi người dân đi ra đi vô không có đi bộ được, phải đẩy xe phải cõng người ra vô. Những cái video clip đó làm cho mình cảm thấy tiến sĩ kỹ sư bất tài tới mức độ đó hay sao? Nhân tài của Việt Nam không có thiếu, nhưng mà bây giờ người ta đã bỏ xứ ra đi hết trơn rồi, mà một khi mà người ta ra nước ngoài thì cái thành công của người ta rất là giỏi, rất là vượt trội, mà mấy kỹ sư Việt Nam, tiến sĩ Việt Nam bây giờ chỉ là một những cái người những cái tờ giấy thôi, mà tờ giấy nó không có làm được gì hết, toàn là mua chức mua quyền rồi không có dám lên tiếng không à. Von Lương muốn toàn dân tộc Việt Nam đứng lên rất dễ, chỉ cần đồng thời gian đốt trạm xăng và thành phố này tới thành phố khác, trạm xăng toàn là con ông cháu cha sở hữu. Cái đó thì mọi người các anh chị em trong nước bạn tính đi nha, mình không có dám lên tiếng, tại vì mình không có trong cái cuộc mà đứng lên cùng các anh chị em, mình ở bên đây là chỉ ủng hộ tinh thần và động viên và kêu gọi đồng bào hải ngoại hãy cùng nhau góp sức
để mà ủng hộ tinh thần và vật chất cho các anh chị em ở trong nước mà thôi. Thì các anh chị em trong nước cứ nghĩ nếu mà mình cần phải làm cái gì, thời gian không còn nhiều nữa. Hiệp định Thành Đô sẽ tới năm 2020, mà hiện tại bây giờ chỉ còn có mấy ngày nữa là qua năm 2017 rồi. Thì các anh chị em hãy đừng có chờ đợi nữa, bị gì trước sau gì á, cuộc sống của mình, một đời người của mình nó không có dài mà cũng không có ngắn. Nếu mà mình làm được những cái gì mà mình phải làm thì không có hối tiếc đâu. Nhất là cho con cháu chúng ta, cho đất nước chúng ta sau này. Vì người dân theo ý của mình thôi, người dân Việt Nam đã bị ru ngủ bởi Đảng Cộng sản Việt Nam trong rất là nhiều năm, nhất là Cộng sản Việt Nam nó chi phối tinh thần của người dân chúng ta rất là lâu rồi. Nó làm ra một chuyện rồi nó sẽ thả một chuyện khác ra cho người dân suy nghĩ để quên cái chuyện cũ đi, rồi nó lại lập chuyện mới. Thì người dân sau một thời gian rất là dài đã quen thuộc cái bị chi phối của Cộng sản Việt Nam, thì không có còn tập trung vô cái vấn đề nào tránh để mà đứng lên. Thì Cộng sản Việt Nam đã cho ru ngủ một cách như vậy rất là nhiều năm, thành ra người dân không có còn thấy cái nào là quan trọng, cái nào là không quan trọng, chỉ sống cho ngày hôm nay, giờ phút này. Ô, làm vậy là được rồi, cái gì khó quá thôi bỏ qua đi, đừng có làm nữa. Không có chuyện gì khó, chỉ là mình không muốn làm, có muốn làm hay không mà thôi. Lo cái lòng, cái tâm của mình làm đúng thì mình sẽ tiếp tục mà làm. Mọi người hãy suy nghĩ lại, với hai lá thư này thì mình rất là muốn cái nước Việt Nam được tự do, nhân quyền và dân chủ. Thì các anh chị em hãy cùng nhau suy nghĩ lại, đừng có sợ nữa, là tại vì mình sợ mình cũng không có sống được lâu hơn, mà mình không sợ thì mình cũng chẳng có sống được lâu hơn. Thì hãy cùng nhau đứng lên giành lại đất nước của mình ha. Xin chào các anh chị, bởi vì mình không có muốn cái video nó lâu quá thì mọi người cũng không có thích coi nữa. Ok, bye bye.